Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là tối hôm nay chúng ta sẽ học ít ít thôi, tại vì chúng ta sẽ dành thì giờ làm cái lễ quy y. Mình sẽ bắt đầu từ giờ này cho tới 8:15. Có những câu chuyện rất là hay của người Mỹ, không biết các vị đã đọc hay chưa, mình kể cho các vị nghe. Hôm đó Thượng Đế tạo ra một hình người có cái dáng rất là đẹp, rất là hoàn thiện. Thế rồi cái người trợ lý, tức là người bên cạnh Thượng Đế hỏi chứ: Ngài làm một hình người nó vô cùng là xinh xắn, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hoàn thiện. Thế sao Ngài lại làm chi hai cái lỗ nhỏ xíu trên con mắt của con người này lạ vậy? Và nước nó sẽ chảy ra như vậy thì nó không có hoàn thiện được một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời mà Thượng Đế đã bỏ công làm. Thượng Đế là ngươi cứ biết không? Đây là một hình người nữ, họ sẽ xuống nhân gian. Và một con người chịu đựng rất là ngàn vạn nỗi đắng cay, cho nên ta muốn làm một cái tiếng nước lệ để đề phòng khi là những khổ đau nó tràn ngập tâm thức họ thì họ có cái chỗ để nó thoát. Tức là có cái chỗ nước mắt chảy đó để nó thoát. Thưa các vị, cái câu chuyện này nó hay ở chỗ nào? Dạ, bắt chước cái chị Phượng Hoàng, chị kể chuyện xong rồi chị hỏi hay chỗ nào. Thưa các vị, là thông thường nó ví dụ như cái nồi mà áp suất đó, nó cần một cái van để khi mà cái lượng hơi nó quá đầy thì nó thoát ra. Một cái đập nước người ta làm để trữ nước lại, làm thủy điện hay chi thì nó có một cái đập tràn phòng khi nước, cái lượng nước mưa nhiều quá thì nó tràn qua đến đó, bằng không thì nó phá vỡ cái đập luôn. Thì cái cơ chế thân sinh lý tâm lý ta nó có một cái thói quen, đó là nó có một cái con đường nhất định để nó làm bớt đi, dịu đi cái sự căng thẳng khi nó, khi cái tải trọng nó đến với ta rất là nặng. Và những cái căng thẳng của vật lý thì cái tải trọng của nó được tuôn chảy ra bằng hai dòng nước mắt, có phải không? Và người ta bảo rằng là nếu khổ đau nó tràn ngập tâm thức anh và anh khóc được là nó vơi được nỗi khổ đau á. Còn khóc không được thì nỗi khổ đau nó làm nát trái tim của người ta. Và từ điều này mình nhận diện ra cái diện rộng lịch sử nó cũng như vậy. Người ta bảo rằng cái dân tộc mà có nhiều chuyện cười nhất là dân Do Thái. Tại vì nó mất nước tới 2.000 năm, nó chịu bao nhiêu nỗi nhục nhằn khi cả một dân tộc nó tan ra từng mảnh như là thủy tinh vỡ. Và để cân bằng cái nỗi đau thương từ trong tâm thức, cho nên nó có vô vàn cái chuyện cười. Và dân Việt Nam cũng thế, cũng có nhiều chuyện cười là do vì hắn cũng chịu bao nỗi nhục nhằn. Thế là thưa các vị, nó gọn hơn trong một tâm thức của người Việt bình thường, mà nếu ảnh gánh chịu nhiều cái nỗi đau thương thì thường thường ảnh làm cái chuyện chi để nó là một cái van an toàn để xả bớt, làm chuyện chi. Ví dụ như một cái anh mà nghèo đói, thiếu ăn, thì ban đêm anh ngủ anh mơ thấy anh ăn toàn là thức ăn thượng vị của hoàng đế không à. Rồi cái chuyện này nó rất là tự nhiên để cho cái sự cân bằng của thân sinh lý các vị, để các vị tồn tại thôi. Rồi ví dụ như mình đọc trong thi ca cũng thế, thậm chí là đọc trong một cái bài thơ ai cũng biết là bài Tây Tiến đó. Quang Dũng có một bài Tây Tiến khá hay, có mấy câu mà nó rất là tức cười. Đó là: Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, xanh như tàu lá, xanh như màu lá giữ quai hùm. Phải không? Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, nó hàm có nghĩa là bị sốt rét, rụng sạch tóc, không còn cái sợi nào cả. Xanh như màu lá, tức là xanh mét như màu lá cây, nhưng mà cái chất đánh đấm nó cũng còn ra trò, cho nên giữ quai hùm. Nhưng mà cái điều làm cho
cái nỗi niềm buồn chán thất vọng của người lính kia đó là đêm nằm gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội giáng kiều thơm, tức là dù có chết tới nơi, dù có sốt rét không mọc tóc, dù là nước da xanh như lá, nhưng mà ban đêm vẫn gửi cái sự tương tư và tưởng tượng về bên kia Hà Thành để nhớ đến những cô gái Hà Nội xinh xắn bên kia. Tóm lại, cái điều mình muốn nói đó là thưa các vị, thiên nhiên rất là ưu đãi con người, cho nên tạo ra rất là nhiều cái điều kiện từ thân vật lý để cho con người làm giảm đi cái áp lực của nỗi khổ đè nặng lên đời sống họ. Thế rồi cái điều tự nhiên đó là tâm lý ta nó cũng theo với cái chu kỳ thân vật lý, nó cũng có một khuynh hướng như vậy. Ví dụ như mình đối diện với hiện thực khổ đau, phiền muộn, bất an, tâm thức mình nó cũng đòi, nó cũng tự nhiên là tạo ra một cái loại tưởng tượng, một cái loại suy nghĩ để trốn chạy hiện thực của khổ đau, hướng về một nẻo nào đó. Cái điều này nó là cái điều rất là tự nhiên khi mà ta va vấp phải những cái điều nó phiền muộn, nó khó khăn hoặc là nỗi khổ nó đến với thân tâm ta. Nó không có gì là lỗi nơi đây cả, đó là một cách để nó làm cân bằng đời sống mình. Thế nhưng mà cái lỗi nó là sau đó chúng ta trở thành một thói quen, tức là luôn trốn chạy hiện thực hoàn cảnh, không dám an trú tâm ngay hiện tiền để đối diện trước những cái khó khăn đến với ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, và khi tâm thức đã thành thói quen rồi thì mình lại làm một cái việc nó vô cùng vụng về, đó là mình gia cố thêm cho những cái hiện tượng đối diện trước mình nó có nhiều cái sắc màu hoặc tự thân nó không có. Ví dụ như cái chuyện nó xảy ra với các vị nó vô cùng giản dị, chỉ là âm thanh và tiếng ồn ngoài phố nó đến với ta thôi, và mình lắng nghe âm thanh và tiếng ồn nó một cách bình thường, không có chống đối á, thì nó sẽ không phát sinh cái phản cảm về tâm thức và nó cũng không gây nên cái sự khó chịu chi. Thế nhưng mà mình lại vận dụng ý thức của mình suy nghĩ rằng tại sao nó có âm thanh tiếng ồn này, trong khi đáng lẽ là nó không có. Và rồi mình sinh khởi cái sự chống đối từ nơi tâm thức, và mình lại tặng cho cái đối tượng mình ghét đó nó một cái nội lực đủ mạnh để nó tàn phá lại mình. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Khi các vị suy nghĩ rằng mình không thể chấp nhận cái điều này, chấp nhận con người này, thì cái việc thứ hai nó phát sinh là mình thấy nơi con người kia nhiều gai nhọn, nơi cái việc kia có nhiều cái điều phiền muộn mà đáng lẽ nó không nên có. Và khi tâm thức mình khởi lên cái điều này, thưa các vị, thì đối với cái hiện thực mình tiếp xúc á, mình bóp méo nó mất tiêu rồi. Mình làm cho nó trở thành cái điều vô cùng khó chịu, mà trong khi bản chất của nó thì không có khó chịu như mình nghĩ. Ví dụ bản chất của con người kia nó không đến nỗi đáng ghét như thế, nhưng mà khi mình nghĩ rằng họ rất đáng ghét, họ rất khó chịu, họ muốn gây rối, họ là những người đáng lẽ không có mặt nơi này, không có mặt nơi đạo tràng này, ví dụ vậy, thế thì các vị sẽ rất là bực mình, và cái bực mình nhỏ nó làm cho cái bực mình nó lớn dần cho đến nỗi các vị cảm thấy không thể chịu được, rồi nổi sân si, nổi phiền muộn, bực bội và vung vãi những cái lời vô cùng là tổn thương đến người ta. Thế thì thưa các vị, từ cái điểm rất nhỏ là mình trốn chạy, không dám đối diện trước những cái hiện thực nó đang xảy ra, nó sinh ra vô vàn phiền não, thì cái điều này rất rõ ràng là do mình làm nên, chứ không phải tự cái đối tượng nó gây phiền não cho mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi mình nhận diện tất cả những cái sự việc nó đến với mình cho phép nó như vậy, tức là nói theo ngôn ngữ của đạo Phật đó là các pháp nó diễn ra như vậy, mình cứ chấp nhận nó tới như vậy, không phê bình, không phán đoán, không trút cái năng lượng phiền muộn gì vào nó, cũng không có lý luận, không có phân tích, không có lý sự gì với nó cả, hãy để cho nó mặc nhiên có mặt như vậy. Và đơn giản là ta chỉ nhìn ngắm tất cả hiện tượng nó đến với ta, chấp nhận nó như nó, không có muốn bóp méo, không muốn vặn lại, không có đặt
một cái danh hiệu gì đáng ghét hay là cái chi chi gì về nó cả, thế thì các vị thấy là mọi việc nó xảy ra với các vị nó nhẹ tên. Cái nhẹ thứ nhất là mình lấy đi cái xung lực mình đối kháng. Điều thứ hai, mình không có trút cái năng lượng đối kháng vào nó. Điều thứ ba là tâm thức mình nó rất là an nhiên, tĩnh lặng để tiếp xúc mọi thứ nó xảy ra trước mắt các vị. Rồi các vị sẽ khám phá ra rằng là nó không đến nỗi khó chịu như mình nghĩ, không đến nỗi phiền muộn như mình nghĩ. Mọi việc trên đời này, tự thân của nó thì nó không có gì đáng để chúng ta phiền não cả. Thế nhưng mà phiền não hay không là do chúng ta gắn vào nó những danh hiệu, đáng lẽ là không cần phải làm như vậy. Thì các vị tiếp xúc với mọi thứ, thứ nào nó cũng dễ chịu ra cả. Và thiền tập nó hàm một cái nghĩa là hãy tiếp xúc mọi việc như tự thân nó diễn bài, mà không có thêm thắt gì vào nó nữa cả. Không có gắn vào nó những danh hiệu cần thiết mà ta phải gắn. Ví dụ như âm thanh, ví dụ như tiếng ồn, ví dụ như cái chi nữa. Ví dụ như cái con người kia khó chịu, ta cũng để mặc nhiên họ như vậy là họ như vậy. Không cần phải khởi một cái năng lực từ bên trong là loại trừ, đối kháng, trấn ngự, dẹp bỏ hay là muốn sát phạt gì người ta cả. Hãy để cho họ đến và họ đi như nhiên thôi. Tức là bình ổn như vậy thì mọi pháp nó trở thành dễ chịu, nó không còn có lực đối kháng gì để chúng ta phí công sức. Hay nói một cách khác là nó không có tác động làm cho các vị phiền não. Điều thứ hai, đó là mình quay vào bên trong để nhận diện tất cả những cái khối ưu tư phiền muộn nó sinh ra trong mình cũng bằng con đường thiền tập như thế này. Hãy nhận diện tất cả những cái tâm hành của các vị nó lên, nó xuống, nó sinh, nó diệt bằng một cái dạng tâm thức là nhận biết sự có mặt của nó như vậy thôi. Nó có mặt thì ta thấy nó, mà nó ra đi thì ta thấy nó. Ta chỉ đơn thuần là một người quan sát thôi. Thì thưa các vị, không có một cái xung lực nào nó đánh phá các vị, cũng không hề có cái trạng thái tâm hành nào nó dắt dẫn, nó nhận chìm các vị được cả. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái khó chịu của ta mà nó vừa sinh khởi, ta chỉ làm một việc vô cùng giản dị là nhận biết sự có mặt của nó như bản thân nó trình hiện trước mắt ta, chứ ta không cần làm gì thêm cả. Không nghĩ rằng là ta phải trấn ngữ mi, ta phải loại trừ mi, mi không được phép có mặt trong ta. Khi mà các vị khởi một cái ý niệm rằng ta phải đoạn trừ những cái phiền não đang sinh trong ta, những vọng thức đang có trong ta, thì cái điều đầu tiên vụng về đó là mình làm một công việc rất là bạo hành với chính mình. Mà khi mình bạo hành với chính mình thì cái chuyện nó phải xảy ra là nó tiêu tốn năng lượng vô cùng trong cái cách các vị làm như vậy. Trấn ngữ nó, loại trừ nó, đánh phá nó, dập tắt nó. Đó là cái cách vụng về nhất. Mình đầu tư năng lượng mình trong việc đó thì phiền não nó chưa chết mà mình chết trước. Tại vì mình trút năng lượng vào nó, cho nên nó có một cái sức mạnh rất lớn, nó vẫy vùng, nó chống đối lại mình. Điều thứ hai là cái con đường này là cái con đường mình tự tàn phá mình, chứ không phải là con đường của thiền tập. Con đường thiền tập là một cái con đường vô cùng đơn giản, là anh hãy nhận biết mọi việc xảy ra bên ngoài cũng như bên trong anh như tự nhiên nó có mặt, nó đến nó đi rất là bình thường. Ví dụ như tâm hành của mình nó lang thang đó đây, đó là chuyện rất là bình thường. Ví dụ đang ngồi đây là tâm của mình nó xẹt đi chơi, nó chạy về nhà vân vân, mà mình nhận biết nó thì mình cũng không cần phải bực bội làm chi. Mình chỉ cần thấy nó đang lao xao thôi. Anh hãy nhận diện nó đang lao xao, đang bất an. Chỉ cần nhận diện, quan sát nó thì nó chấm dứt. Và mình chỉ cần làm gần đó việc vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thong dong, chứ không phải là nhận diện nó rồi nổi cái phiền muộn hoặc hối hận, hoặc là cố tình kéo nó về làm cái chi. Thưa các vị, chỉ cần có mặt sự nhận diện thì các vị đang an trú trong thiền tập. Và cái chuyện này khi nó phát sinh rồi thì các vị thấy cả một cái vùng tâm thức của các vị nó an bình và tĩnh lặng. Còn nếu các vị khởi một cái cách hành trì nó vụng về là mình muốn loại trừ, mình muốn chống đối,
mình muốn lôi tâm thức mình nó phải ở lại ngay nơi đây bằng cái năng lực rất là cố gắng đó. Thế thì các vị đang làm việc trên cái tâm thức an bình của các vị, tức là các vị đang làm một cái việc vô cùng vụng về, nó là đất bằng làm cho nổi sóng á. Còn nếu mình chỉ đơn giản rất nhẹ nhàng nhận biết cái tâm hành của mình nó đang lang thang đây đó, hãy nhìn nó, quan sát nó, nhận diện nó, mỉm cười với trạng thái tâm đang lang thang, thì nó hết lang thang ngay tức khắc, thì nó liền dừng lại ngay. Còn nếu mình cố tình làm cho nó dừng lại thì nó không dừng mà nó còn vẫy vùng, nó làm khó là ngược lại các vị. Và cái phương pháp thiền tập này, thưa các vị, mình ứng dụng được nó trong một phần rất là nhỏ thôi, thì các vị đã thấy là mình hồi phục được cái sức sống rất là an bình, tĩnh lặng của tâm rất là dễ. Điều thứ hai là năng lượng đời sống mình nó không bị phân tán. Điều thứ ba là không có một loại phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn nào nó có cái sức mạnh để nó quấy phá các vị cả. Này thất vọng, này khổ đau, này lo âu, này phiền muộn, tất cả những điều đó có khi tự bản thân nó không có đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng mà khi nó vừa sinh khởi thì mình vội vàng khởi một ý nghĩ rằng tại sao tôi phải đối diện với chuyện này, tại sao tôi bất hạnh như thế này, tại sao cuộc đời tôi lâm vào tình trạng khó khăn như thế này. Tức là từng tràng ý niệm của mình phong hàm cho nó, củng cố nó, nuôi dưỡng nó, cho nên nó càng ngày càng trở thành mạnh hơn, nó dìm chết lại chính mình. Chứ còn bản thân tất cả những cái mà các vị gọi là khó khăn, bất hạnh, sầu đau, bất an, vân vân, bản chất của nó hiện lên mà mình chỉ cần nhận diện thôi thì nó teo lại dần và nó biến mất, nó trở thành nhẹ tênh như một cái chiếc bông bồ công anh bay thôi, không có làm gì tàn phá các vị được cả. Tóm lại, thưa các vị, thiền tập nó vô cùng dễ nghe. Nó là bản chất của các vị đã có. Và các vị chỉ cần để cho cái năng lực nhận biết của các vị có mặt một cách bình thường, giản dị, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Nó không cần phải cái làm cái gì nhiêu khê cả. Nó càng không phải là làm cái chi để dụng công khó khăn cả. Càng dụng công á thì nó càng trái với cái công phu thiền tập, mà càng để cho nó thanh thản thì chúng ta càng gần với cái công phu thiền tập. Và cái từ chúng ta bước vào những buổi tập thiền đó là cái từ đầu tiên ta nên nhớ lại, buông thư, phải không? Mình ra lệnh thân mình bằng buông thư trước. Ví dụ như các vị ngồi yên bình tĩnh lặng xếp kiết già, hay là ngồi bình thường trên sofa, hoặc tựa lưng vào ghế, hoặc các vị nằm dài thiền buông thư, thì cái từ nó khởi lên đầu tiên chúng ta ứng dụng đó là mình ra lệnh là thân buông thư, thân buông thư. Và mình ra lệnh bằng cái ý thức nói thầm trong đây, ta nhớ rằng là ý thức của ta nó dẫn đạo mọi hành vi, mọi động tác, thậm chí là ngôn ngữ của ta nó cũng được ý thức chủ đạo mà. Nếu tôi không suy nghĩ sẵn ở trong đây, nếu từng tràng ý thức của tôi nó không có dệt sẵn trong đây, thì tôi sẽ không có nói năng, không có truyền đạt đến các vị những lời lẽ nó đủ mạch lạc như vậy. Trước khi nó hiện thành câu nói thì nó đã có trong đây trước rồi. Tôi chỉ làm một việc là thể hiện nó ra trong cái cung bậc của âm sắc thì các vị nghe thôi. Thế thì lời nói nè, việc làm vân vân nó đều được dẫn đạo bằng ý thức thầm thì trong đây. Những nhà soạn nhạc hay á, không phải là họ ngồi họ mày mò, họ 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 rặn ra từng chữ, mà những dòng nhạc nó có sẵn trong túi thôi, vậy nè, họ bóc ra họ để vậy thôi. Tức là bản nhạc đã có trong họ, phải không? Thế thì ý thức của mình nó dẫn đạo mọi việc làm, mình vận dụng ý thức để đi vào công phu hành trì. Đầu tiên là các vị ngồi thiền, thế rồi các vị ra lệnh cho buông thư, mình nhắm mắt lại, mình ra lệnh trong đầu là hãy buông thư, hãy buông thư, tức là hãy buông lỏng thân xuống. Và mình dùng con mắt tâm của mình nhìn từ trên đầu xuống tới dưới chân coi đã buông thư chưa. Có khi mình vô tình mình không biết rằng là khi mình nhắm mắt đó thì mình đang cau mày vậy,
mắt của mình nó đang căng cứng, vai của mình, cơ bắp của mình nó đang gồng lên, ví dụ vậy. Cho nên mình ra lệnh rồi thì mình phải dùng con mắt tâm mình nhìn từ trên xuống dưới chân coi đã buông thư chưa. Và khi các vị làm việc đầu tiên là các vị buông thư được thì cái năng lực sinh động của thân các vị phục hồi rồi đó. Đó là bước đầu tiên ta dùng ý thức để chỉ đạo cho cái công phu thiền tập. Thế rồi điều thứ hai nó cũng phải đến khi các vị bắt đầu vào công phu thiền tập là cái chi? Khi toàn thân đã buông thư rồi thì mình cũng phải vận dụng ý thức để nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Đầu tiên là tôi không biết là cái này mình đã hướng dẫn bữa đầu các vị có thuộc hay chưa, giờ hướng dẫn lại. Đầu tiên là ta thấy hơi thở đang đang đi vào đi ra trong cánh mũi mình cảm nhận cái hơi nó mát. 5 hơi thở, 10 hơi thở hoặc 5 phút hoặc 3 phút. Sau đó thì mình đem cái sự nhận biết nó hạ xuống cái vùng đan điền, nhận biết rằng bụng mình đang phồng và xẹp. Tại sao mình đem cái sự nhận biết xuống như vùng bụng thế này? Thưa các vị, nếu tâm thức của các vị đặt nơi vùng nào thì nơi vùng đó cái năng lực sinh động nó hội tụ lại. Mình có mặt giữa trần đời này, đầu tiên cái vùng tiếp nhận nguyên khí của đất trời để sống động là cái vùng cuống rúng, phải không? Ta lớn từng ngày trong thai mẹ qua đây, chứ không phải qua trái tim hay qua cái đầu. Từ cái nhau nuôi ra cuống rúng mà. Rồi tâm thức của mẹ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não nó cũng thấm vào cuống rúng đến với ta. Tức là từng tế bào trong anh được nuôi qua cái con đường quyệt quyệt đan điền này. Rồi từng nếp gấp của vỏ não anh, của kết cấu tế bào não anh nó cũng được nuôi qua từng từ cuống rúng này. Thế cho nên cái vùng này nó là vùng sinh động căn nguyên của một đời người ạ. Các vị nhìn có những người samurai Nhật á, họ tự sát, họ không phải đâm vô trái tim nghe. Họ đâm vô đây à, đâm là chết. Và cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi, mình hình dung rằng vào thở đầu đời mình có mặt giữa trần gian này thì cái vùng sống động nhất, sinh động nhất, trẻ trung nhất được nuôi dưỡng qua đây. Thế rồi càng lớn á, thì cái vùng sinh động mình nó không chịu ở ngay cái phần việc quyệt đan điền để nó làm cân bằng đời sống mà nó lại chạy lên trái tim, phải không? Lúc bây giờ thì trái tim nó có ngôn ngữ riêng của nó có con đường đi của nó, cái đầu không làm chủ được. Cái đầu của bố mẹ cũng không làm chủ được trái tim của anh lúc anh 20 tuổi nữa. Lúc đó nó đập lỗi nhịp rồi thì nó nghe theo nó thôi, đừng có trời mà mong mà nó đập trúng nhịp cho mất công. Thế rồi tới chừng già thì cái năng lượng sinh động đời sống đó lại lên đây. Chừng 40, 50, 60, 70 càng về già thì nó lại ở lên đây chứ nó không chịu xuống. Cho nên thưa các vị, trên 30 tuổi có gia đình không có dễ là như vậy đó. Tại sao vậy? Trái tim lúc bây giờ nó yếu rồi, cái đầu nó ra lệnh thôi. Nó nói rằng thương thì thương nhưng mà cái anh chàng kia đó và cô nàng kia đó không có tiền, không môn đăng hộ đối nè. Và không không bao nhiêu thứ một tràng dài chứ không phải là chuyện thương không mà đủ. Còn nhìn bố mẹ người ta, anh em người ta, tài sản người ta, nghề nghiệp của người ta nữa. Do vậy cho nên thưa các vị, một phương pháp thứ hai của thiền tập là các vị đặt tay vào vùng bụng, thở vào thở ra để làm chi? Lôi cái năng lượng nó đang cuồn cuộn lên đây, nó làm cho cái đầu mình muốn bốc lửa đây, nó trở về cái vùng nguyên sơ của đầu đời để làm cân bằng cái nhịp sinh học của thân. Thế cho nên không có cái gì tuyệt vời bằng các vị thực tập thiền buông thư, các vị nằm duỗi dài, các vị đặt tay lên vùng bụng này, nhận biết hơi thở phồng và xẹp. Giấc ngủ nó dễ đến vô cùng. Và cả một cái truyền thống thiền của Ngài Sayadaw Maharshi á, Ngài dạy phồng và xẹp thôi. Niệm hai chữ phồng và xẹp thôi. Phải không? Thế thì thưa các vị, phương pháp thiền tập chúng ta hướng dẫn thường là từ ban đầu là nghe hơi thở vào ra hai cánh mũi để cho các vị có một cái độ lắng, độ yên của tâm nhất định, là các vị đặt tay vào vùng cuống rúng này để nhận biết hơi thở phồng và xẹp 10 phút, 15 phút.
tùy vào cái thời giờ của các vị thiền tập. Sau đó các vị dùng một cái phương pháp thứ ba, cũng là phương pháp cuối trong cái tiến trình tọa thiền, đó là các vị nhận biết từ trên đầu xuống dưới chân, tức là dùng năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân, gọi là niệm thân hành. Và cái kinh nghiệm của mình, thưa các vị, khi mình niệm thân hành á, thì nó lại tự nhiên rất là dễ hơn cả niệm hơi thở nữa. Niệm hơi thở lâu có khả năng là mình làm cho hơi thở mình nó hơi mất tự nhiên, tại vì mình có một cái sự cố gắng nhất định làm cho hơi thở hoặc dài hoặc ngắn hoặc êm hoặc nhẹ, hoặc do vì mình chú ý hơi thở nhiều cho nên có thể hơi thở nó không có còn tự nhiên. Thế nhưng mà các vị đem cái sự chú ý của các vị đặt vào toàn thân thì cái chuyện nó phát sinh rất dễ, là nó không có một cái phản ứng gì cả. Mà cái chuyện này nó vô cùng đơn giản. Ta chỉ làm một việc, đó là vừa nhìn ra ngoài nhưng mà ta cũng vừa thấy thân ta. Ta mở mắt, ta nói chuyện, ta đi tới đi lui, ta làm mọi việc, nhưng cũng đồng thời ta đang nhìn thấy ngược lại thân ta, đâu phải khó. Và nếu mình ứng dụng điều này trong cái phương pháp thiền lại thì nó vô cùng là hữu hiệu nhé. Các vị sướng lễ, các vị lại xuống thì các vị nhận biết thân của các vị đang phục xuống, rồi các vị ra lệnh cho thân các vị nó buông thư. Rồi khi đứng lên, các vị cũng đứng trong một tư thế là nhận biết toàn thân. Nó hàm nghĩa rằng là ta ứng dụng được cái thiền niệm thân, nhận biết toàn thân này trong mọi động thái, khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi làm việc đều được cả, chứ không phải chỉ đơn giản cái lúc thiền tập mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái lợi ích đầu tiên ta có đó là khi các vị thực tập một phương pháp này thì điều đầu tiên nó làm cho năng lượng thân của các vị giàu có là một nè, sinh động là hai nè, nó phải xảy ra như vậy thôi. Điều thứ hai là khi mình niệm thân hành và mình có một cái cách thực tập nó giàu có và nó phong phú như thế này rồi, thì tất cả những cái trạng thái tâm hành của các vị khởi lên như âu lo, như phiền muộn, như bất an, như xao động, mình có khả năng đối diện nhận biết nó một cách rất là tỏ tường, mà không cần phải trốn chạy, không cần phải trấn ngự, không cần phải đối kháng, không cần phải làm chi cả. Nó rất là tự nhiên là khi ta niệm thân hành được thì tất cả những dạng tâm hành bên trong ta sinh khởi, ta đều có khả năng nhận biết sự có mặt của nó, và không cần làm thêm một động thái gì để nó trở thành trở ngại đối với ta cả. Lợi thứ ba, thưa các vị, khi mình có được cái công phu thực tập như thế này rồi thì đời sống mình nó sung mãn, nó rất là tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Nó không có phải cần trốn chạy, không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy bất an, không cảm thấy cần một cái trò vui gì bên ngoài để mình đầu tư thì giờ để mà cho có niềm vui cả. Tự thân anh thưởng lãm đời sống của chính anh, thưởng lãm hơi thở của anh, thưởng lãm đất trời đang mở rộng thênh thang trước mắt anh. Nó làm đời sống người ta vô cùng giàu có khi người ta bắt đầu bằng cái con đường niệm thân hành thôi. Đó là những lợi ích ta đi từ cái tầng cạn đi tới tầng sâu. Thế rồi cái điều nó dễ xảy ra hơn nữa là, thưa các vị, mình đối diện với mọi cái sinh diệt đến đi trong một cái trạng thái tâm nó vô cùng an nhiên tĩnh tại. Tức là tất cả những đối tượng dù bất trắc bên ngoài nó lớn đến độ nào, khi nó đến với mình, nó đổ ập vào đời sống mình, như vô thường nó đến người thân của mình, vô thường nó đến với tự thân mình, tật bệnh nó đến với mình không còn hoảng loạn, không còn lo âu, không còn sợ sệt. Mình cảm thấy là mình đủ sức mạnh, tại vì mình an trú trong cái niệm nhận biết rồi, thì mình đủ sức mạnh để đối kháng với mọi cái thứ xâm nhiễu của cuộc đời này nó đổ vào mình. Mình sống được với cái thể tâm an nhiên bất động hiện tiền rất là dễ. Đó là cái con đường từ nhận biết đi vô trên con đường thiền tập, nó đi ngang qua như vậy. Nó có những cái tầng, có những thang để chúng ta đi vào, nó vô cùng đơn giản như vậy.
Đó là điều thứ nhất. Tôi nghĩ là không biết mấy đứa nhỏ này nó có thể hiểu được những điều mình nói hay không, thực tập được hay không. Hai câu hỏi đặt ra, hiểu là một việc, rồi ứng dụng nó để tu tập dễ hay là khó vậy? Chắc không khó lắm đâu, phải không? Rồi mình nghĩ chắc trong những buổi thiền tập nơi đây thì thầy Quán Phú có hướng dẫn cho các vị thiền hướng dẫn đó. Đi vào từ hơi thở qua cánh mũi, đi vào hết và bụng sập phồng và xẹp, rồi nhận biết toàn thân chỉ ngần đó việc thôi, tức là 3 tiến trình trên con đường thiền tập từ lúc các vị ngồi thiền. Và 3 tiến trình này ta có thể ứng dụng nó trong mọi lúc. Quý vị lái xe đi, quý vị đi thiền hành, đặt tay vùng bụng là có khả năng đi thiền hành được rồi. Lại Phật cũng an trú trong thiền tập rất là dễ. Và cái điều này thưa các vị, ai cũng có khả năng làm được cả. Và cái xã hội Việt Nam thì người ta không cần tu thiền làm chi, tại vì đó là một xã hội cái nhu cầu đời sống vật chất nó đang rượt đuổi sau lưng. Và trong một cái xã hội đói nghèo, khao khát nhiều vấn đề, cho nên người ta không có cái thì giờ hướng tâm về cái con đường tâm linh. Thế nhưng mà xã hội này là xã hội tâm linh ạ. Điều thứ nhất là nếu mình không có một cái khuynh hướng vào con đường tâm linh đó, thì cái sức mạnh của vật chất nó hướng mình chạy ra bên ngoài. Và càng hướng ngoại bao nhiêu thì bên trong người ta càng trống bao nhiêu, càng cô đơn bao nhiêu nghe. Mình cứ tưởng rằng có nhiều thứ trò chơi điện tử bên ngoài, như nào là phim ảnh, nào là chơi game, là vân vân, mình tưởng như là nó có thể lấp đầy được đời sống tâm thức mình không cô đơn, nhưng mà không phải vậy. Các vị càng trốn chạy đời sống thân tâm của các vị bao nhiêu, các vị càng phóng tâm ra bên ngoài bao nhiêu á, thì đời sống bên trong các vị nó càng cô đơn bấy nhiêu, nó càng trống vắng bấy nhiêu. Ví dụ như người ta hút áp phiện hay là sử dụng heroin á, đầu tiên một liều rất nhỏ, sau đó liều nó lớn hơn và liều lượng nó càng ngày càng lớn hơn, và không có thì không có chịu được. Như uống rượu, đầu tiên uống một cốc rồi lần lần nhiều cốc rượu hơn. Giống như mình coi phim, coi một tập phim để cho nó lấp trống được cái nỗi cô đơn ở lòng mình, nhưng mà xong một tập phim rồi mình thấy dường như lòng mình nó rất là trống vắng, cho nên mình phải tìm phim mình coi tiếp, mướn một chồng phim Hàn Quốc về, hoặc là download phim ở trên trời xuống. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện phim nó vô cùng nhảm nhí, nó gần đó việc thôi, nó chỉ khóc thương sầu thảm thôi. Các vị không tin thôi, các vị thử coi cái cuồng phim đầu của Hàn Quốc, cái đĩa đầu ha, rồi các vị bỏ 50 đĩa qua, các vị không coi, các vị bỏ đĩa cuối vô, các vị thấy nó như vậy thôi, nó không có gì khác hơn cả. Nó chỉ khóc lóc, nó chỉ vẫn vơ, nó chỉ nhảm nhí chừng đó việc, nó kéo dài lê thê để cho mình chảy nước mắt, để cho mình lấp trống cái nỗi cô đơn của mình. Nhưng mà càng coi thì cái nỗi cô đơn nó càng lớn, và cuối cùng thì người ta chết chìm trong một chồng phim Hàn Quốc, chết chìm trong cái nỗi phiền muộn hơn, đó là ly rượu, là heroin. Và thế rồi thưa các vị, là mình giải trí là một nè, mình lấp trống đời sống mình bằng những cái thứ đó, thì mình luyện cuộc đời mình từng ngày trôi qua cả tay mất tiếng. Mình nghĩ rằng ngày nay nó buồn chán quá, thôi mình kiếm cái gì lấp đầy ngày hôm nay. Nhưng mà ai biết đâu rằng mình lấp đầy một ngày có nghĩa là mình bỏ một ngày đi qua không thương tiếc. Mình trốn chạy một ngày có nghĩa là mình đã mất đi một ngày của đời sống, chứ đâu có phải là trốn chạy một ngày rồi cái thì giờ sống mình nó dài thêm. Các vị hình dung rằng đời sống mình ví dụ như nó có một cái mức độ 100 ngày, mà các vị nghĩ rằng ngày này nó buồn chán, ngày này cần phải lấp đầy bằng cái giải trí nọ, giải trí kia, thì các vị bỏ một ngày đi qua kẻ tay, các vị trong vô ích. Và các vị chỉ còn là 90 ngày,
mà mình cứ đếm mỗi một ngày nỗi cô đơn nó càng nhiều hơn, mình càng hướng ngoại nhiều hơn, tức là mình cắt đời sống của mình ra từng đoạn mình bỏ đi không thương tiếc chứ có quý gì đâu. Thế mà người ta có gan làm một cái việc là ngày nay chán quá phải kiếm cái gì đó để lấp đầy, để chôn giấu cái nỗi cô đơn, để khuây khỏa. Thì vô tình thưa các vị, mình tàn phá đời mình từng ngày, bỏ cuộc đời mình từng ngày chứ có quý gì đâu. Thế thì hãy nhìn lại vấn đề là ta càng hướng ngoại bao nhiêu thì lòng ta nó càng trống vắng, càng cô đơn bấy nhiêu. Cái điều này các vị đi vào những cuộc chơi các vị thấy, ví dụ như các vị chơi game chẳng hạn. Lâu rồi có một cái thông tin là thằng bé Việt Nam nó ngồi nó chơi game suốt 7 ngày 7 đêm rồi cuối cùng nó ngã cái đuổi nó chết luôn đó. Không ăn không uống, cái niềm đam mê nó hút rất là mạnh. Và cái thứ đam mê nào mà nó hút làm cho tâm thức các vị chạy ra ngoài thì cái thứ đam mê đó nó có công năng, thứ nhất là tàn phá thân tâm. Điều thứ hai là nó hủy diệt đời sống mình. Và nó không làm các vị đầy được niềm vui bao giờ. Không tin thì thử coi phim rồi sau cái cuộc chơi đó thì các vị thấy lòng mình nó rất là trống trải ngay à. Ngày xưa tôi có dường như có nói cho các vị nghe rồi, tôi thấy cái cuốn của Nguyễn Công Quang viết là Tắt Lửa Lòng đó, các vị biết cuốn đó chưa hả? Cái tên này nghe hay, mình nghĩ đâu mình đọc nó cho nó tắt lửa lòng ra làm sao. Thưa các vị, đó là câu chuyện tình của Lan và Điệp, người ta dựng thành cải lương đó. Rồi mình đọc xong đúng là tắt lửa lòng thiệt. Mình thấy cả một cái đất trời nó màu vàng hết. Tại vì say sưa đọc, đọc cấm, đọc cuối cho hết cuốn sách rồi buông xuống thì mắt của mình nó đờ đẫn rồi. Thấy cả trời màu vàng. Rồi cái nỗi đứt ruột, đứt gan của tiểu thuyết nó truyền đạt vào tâm thức mình, nó cũng làm cho mình đứt ruột, đứt gan. Tức là những loại nhạc nè, những loại truyện nè mà nó có công năng làm chìm đắm lòng mình, nó làm mình sầu lụy, làm mình bất an á, thì nó luôn là làm cho năng lượng đời mình tụt xuống. Thế thì thưa các vị, không có một cái phương pháp nào tuyệt vời bằng phương pháp thiền tập cả. Các vị mang tâm về an trú ngay nơi thân, nhận biết toàn thân thì nó lại có cái công năng rất kỳ lạ. Đó là nó nuôi dưỡng thân của các vị, đời sống các vị vô cùng sinh động. Nó không còn một nỗi cô đơn nơi tâm thức để cho các vị cần cái chi bên ngoài để lấp đầy hết. Sẽ thấy an lạc vô cùng trong những giờ công phu thiền tập, trong lúc các vị thiền hành, các vị thưởng thức đất trời, thưởng thức hơi thở, thưởng thức thân khỏe mạnh của ta. Các vị không hao năng lượng mà các vị còn làm giàu có chính đời sống mình, làm cho cái nguồn năng lượng nó tự thân mình nó tràn đầy. Và hạnh phúc tự nhiên nó dâng lên. Và khi năng lượng tràn đầy, hạnh phúc tự thân dâng lên thì người ta càng loại trừ những cái nhu cầu hướng ngoại, cái nhu cầu giải trí, nhu cầu vớ vẩn và những cái nhà kinh doanh họ đang bày đặt ra. Thưa các vị, xã hội nó bày ra 1.000 vạn thứ để nó hút tâm thức các vị cho các vị hướng ngoại. Và Ngài Tuyên Hóa Ngài nói là trong cái thời đại chúng ta, cái con ma vương mà nó lớn nhất là chi? Nó là những trang mạng á, nó là cái chương trình điện toán đó. Tại vì các vị hình dung rằng là cái chương trình điện toán nó vừa ra cái chương trình chơi game này là nó đã mở ra chương trình chơi game khác. Ngay chương trình game thôi mà những người già cũng mê chứ đừng nói người trẻ, và nó hút hết năng lực sinh lực của người ta. Và càng đi vào cái chiều hướng giải trí như thế thì nó càng mụ đi, đờ đẫn đi cái khả năng thông minh của ta, chứ nó không phải làm cho ta thông minh hơn đâu. Ngay cái chuyện đọc sách thôi, các vị đọc những cuốn sách thì nó giúp cho cái năng lực tập trung của các vị giàu có, mà các vị đọc trên trang mạng thì nó làm cho tâm thức các vị nó luôn lay động như này. Tại vì cái monitor nào nó cũng có một độ nháy nhất định nghe. Nó làm cho mình giảm tập trung rất là nhiều chứ không phải nó tặng sự thông minh cho mình đâu. Và ngày xưa ông bà mình kịch tính ra thông minh hơn mình. Tôi chưa nói chi các vị, tôi nói bà già tôi thôi.
4 năm ông con của bà khi bà đông lúa bà bán 8-90 dạ. Ở chứ bao nhiêu vậy con? Các ông nhà ta phải đem giấy đem viết ra ngồi nhân đi nhân về thử tới thử lui rồi mới cho con số. Còn bà nói thôi dẹp mấy ông quan bơ đi, tôi tính rồi nè. Bà chỉ cần tính nhẩm thôi thưa các vị, một chưa tới 1 phút bà cho ra con đáp số không xê dịch một đồng xu con. Rồi bây giờ các vị thanh niên trẻ trung và các vị về về những con đường quen thân mà ta lái xe tìm nhà người thân á, thưa các vị, mình cứ lệ thuộc hẳn vào cái máy phải không? Mà cái GPS thì có khi nó chỉ tầm bậy chứ nó có phải chỉ đúng đâu, đường lên lộc quyển đâu mà nó chỉ thiên hạ la làng đấy. Trong khi đó thì người xưa thưa các vị là họ không cần cái máy móc đó nghe, họ đi một lần họ nghe ai chỉ là họ hình dung được trong tâm thức của họ đi là đúng ngay bon, mà 100 lần họ chỉ cần nhớ một lần thôi là 100 lần sau họ đi không có sai. Còn mình á thì mình lệ thuộc cái máy cho nên mình cứ ngồi bấm 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 rồi có khi nó chỉ tầm bậy mà mình không nhớ đường, không nhớ địa chỉ người quen. Và cái điều ví dụ đó để dẫn lại cái chuyện quan trọng là chuyện này. Thưa các vị, năng lực tâm thức của các vị nó có cái năng, nó có khả năng vô cùng kỳ diệu là nó làm đầy tràn đầy sinh lực đời sống ta. Nó làm cho ta giàu có là một, hạnh phúc là hai, mà không cần bất cứ một cái nhu cầu gì bên ngoài thêm nữa cả. Thế mà ta lại không sử dụng nó, ta lại hướng ngoại, càng hướng ngoại thì càng trống bên trong. Cái nguyên tắc là như vậy à, anh càng rượt đuổi bên ngoài bao nhiêu thì anh càng là người thiếu thốn bao nhiêu, càng nghèo bên trong bấy nhiêu. Càng bày ra nhiều thứ trò chơi thì ta càng lao vào, càng vướng mắc vào nhiều thứ trò chơi, và ta càng hao phí sức khỏe, mất đi năng lượng đời sống, và càng ngày càng cảm thấy lòng trống trải và cô đơn. Và tất cả những cái bệnh của thời đại này đều có khả năng trị được nếu người ta biết quay về thực tập bằng cái con đường thiền tập. Cạn thôi thưa các vị là đã làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Nói như thế không có nghĩa là ta chối bỏ hết những cái phương tiện khoa học mà người ta tặng cho chúng ta. Ta có quyền sử dụng nhưng mà ta nên biết rằng những cái nào không cần thiết thì chúng ta nên cắt giảm. Bằng không á thì mình cứ lao vào cái đà sử dụng máy điện toán. Mình hình dung rằng trong gia đình của mình đi học về mất cái thì giờ học ở trường là bao nhiêu phút, mất 4 tiếng đồng hồ đi, thế rồi thì giờ làm bài nó phải gấp đôi thì giờ ở trường là 8 tiếng đồng hồ. Rồi ngoài 8 tiếng đồng hồ đó mình đóng cửa phòng lại mình chơi game. Thế thì thưa các vị, cái sự có mặt của mình trong gia đình, đối với gia đình dường như là nó không có một cái sự truyền thông gì cả. Và cái tình trạng này nó đã đến với cộng đồng người Việt và người Mỹ. Ta có con trong nhà nhưng mà ta mất đứa con rồi đó. Tại vì mình muốn nói chuyện với nó thì gõ cửa phòng, nó nói 2 câu là nó đóng cửa phòng lại, nó làm việc của nó. Thế thì thưa các vị, chúng ta phải khéo vô cùng cài được cái hạt mầm thực tập, nhất là công trình thiền tập vào tự thân ta, để giúp cho các em thấy một điều là tất cả những cái máy móc trò chơi đó nó không mang đến cái hạnh phúc thực sự, nó không có làm giàu có đời sống nội tâm của nó thực sự. Cái thế hệ ông bà chúng ta thưa các vị, nó có một sự liên hệ với chúng ta rất là đậm đà nghe. Tại vì cái thời đó trò chơi rất ít. Mình đi học về quăng cái cặp đó thì có khi mình quấn quýt bên cạnh của bố mình, hoặc là trồng cái cây, hoặc là làm cái chi đó, hoặc là sửa cái xe, hoặc là buổi tối ngồi chung với gia đình nghe kể chuyện năm trên năm dưới, kể chuyện về ông bà cũ kỹ của ta. Và cái dòng chảy văn hóa, cái dòng chảy yêu thương, dòng chảy nối liền huyết mạch gia tộc đó, nó được đi bằng cái chiều hướng như vậy. Thế rồi bây giờ thì thưa các vị, dường như ta cắt đứt cái mùi nguồn mạch đó mất tiêu à, cho nên thế hệ con em chúng ta nó càng ngày càng xa chúng ta. Và cái sự thông minh nó không phải đến bằng cái con đường nhập nhiều dữ liệu vào cái đầu. Cái sự thông minh nó chỉ đến khi anh được nuôi trong cái điều kiện thương yêu,
Và anh được truyền đạt bằng cái nguồn mạch văn hóa đã thấm nhuần từ thời ông bà qua tới đời anh và tới đời con cháu anh. Thế mà chúng ta thứ nhất là không có năng lực để làm được điều này, cho nên tự thân mình cái khả năng tu tập không những nó làm giàu có đời sống mình mà nó có khả năng là tưới tẩm làm giàu có cho thế hệ con em của mình nữa. Do vậy thưa các vị, cái chuyện thiền tập nó không phải là cái chuyện chỉ dành cho thế giới người già hay là người người tu, mà cái chuyện này nếu mình có một cái nhìn tương lai xa vời trong thế hệ các em tương lai á, thì mình phải làm cho cái điều này nó thấm dần trong thế hệ của người trẻ hiện tại. Rồi người trẻ có trách nhiệm truyền đạt điều này đến đến thế hệ con em của chúng ta trong tương lai. Bằng không á thì mình mất, mất luôn nhiều thế hệ trong tương lai. Đó là nếu có cái nhìn về xã hội thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều này rất là dễ. Đó là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị thấy là cái công trình của thiền tập, của công phu tu tập đó, nó vô cùng lợi ích đến tự thân và đến người chung quanh, đến thế hệ trẻ. 8 giờ gần 15 rồi đó. Nói nữa thì nó dư. Có điều gì mình nghĩ dừng là mấy phút để cho các vị đặt những câu hỏi cần thiết. Rồi chúng ta sẽ nghỉ 5-3 phút rồi làm cái lễ quy y cho các em. Các vị có cần hỏi gì không? Mấy anh chị thanh thiếu niên này có cần hỏi điều gì không? Nhiều khi không phải là gia đình vợ chồng nhưng mà có thể là bạn gái trai bạn gái cái thực tập đầu tiên và cụ thể nhất á là mình nên bớt đi những cái phương tiện điện toán mà mình đang sử dụng, tức là ngoài những cái nhu cầu vô cùng cần thiết á, mình tránh cái tình trạng là lên trang mạng ngồi cả ngày. Mình phải có thì giờ cho nhau, cái chuyện đó nó vô cùng cần. Và để có thì giờ cho nhau mà không có nhàm chán á, thì người ta nên làm một việc vô cùng đơn giản là hãy thực tập lúc ngồi với nhau, lúc ăn cơm với nhau, lúc nói năng với nhau thì nói năng bằng cả cái con người của mình, chứ không phải là thân ở đây mà tâm chạy đi chơi thì không được. Nó thực tập đơn giản vậy thôi. Anh hãy ngồi với người thương của anh ngồi trọn vẹn bằng cái con người của anh, thân tâm cùng một chỗ. Và cái điều kỳ lạ là chúng ta thường thường á, những lúc đầu mới thương nhau hoặc mới làm quen thì ta đến với nhau bằng cả con người của ta. Người ta nói có vài ba câu rồi người ta im cả giờ đồng hồ, nhưng mình thấy tràn đầy hạnh phúc tại họ có mặt với nhau thực sự. Thế rồi cưới nhau về thì họ cho mình cưới cái xác, còn cái hồn họ chạy đi chơi mất. Mình nói thì mặt xác mình, còn người ta thì đầu người ta cứ nghĩ vẩn vơ nơi đâu á. Thế thì rõ ràng là cái sự bất hạnh nó xảy ra không phải là vì quen mặt nhau, không phải vì mình đã biết tỏ tường nhau hay là đã sở hữu về nhau mà bất hạnh. Bất hạnh nó xảy ra từ cái gốc căn nguyên, đó là khi đã có bên nhau rồi cái người ta để cái xác đó, hồn người ta đi chơi. Mình nói dường như nói như cục đá à, họ không nghe. Thế cho nên cái điều thứ hai cần làm đó để phục hồi hạnh phúc, để tặng hạnh phúc cho nhau là anh luôn có mặt cả thân và tâm trong cái lúc ngồi với người thân. Thế cho nên con đường thiền tập nó vô cùng quan trọng, là không cần làm gì cả nó đã tặng được hạnh phúc cho người thương của mình, là khi nào ta sống thì ta sống rất là trọn vẹn. Hãy có quan niệm như thế này, và đây là định ngữ, đây là tiêu ngữ nhà thiền nha. Anh hãy làm mọi việc bằng cái sự trọn vẹn nhất của đời sống anh. Anh ăn cũng ăn trọn vẹn, anh ngồi cũng ngồi trọn vẹn, anh đi cũng đi trọn vẹn bằng thân và tâm của anh. Tức là nguyên vẹn con người rất là sống động của anh.
Anh không cần làm chi cả, anh chỉ cần làm gần đó là anh đã hiến tặng được hạnh phúc cho người thương của anh rồi. Không cần phải nói dịu ngọt, không cần phải mua chiếc nhẫn kim cương to bằng cái ngón tay gì cả, không cần. Có khi người ta mua nhẫn kim cương, người ta ném vào đó, nhưng mà lòng người ta đã hướng về một chỗ nào đó thì nó vẫn bất hạnh như thường. Cho nên cái món quà lớn nhất mà ta có thể tặng được cho nhau đó là cái món quà có mặt của thân và tâm một chỗ, vô cùng là đơn giản. Mà nếu muốn làm được điều này á, thì người ta phải bớt đi những cái rườm rà không cần thiết á. Ví dụ như ngồi trước cái máy vi tính cả một ngày nọ ngày kia không biết chán, coi phim từng chồng nọ chồng kia không biết chán, hoặc là đang ngồi với người bạn của mình mà gọi điện thoại đầu trên xóm dưới gọi không biết chán, thế thì các vị hình dung coi là sống với nhau cũng bằng thừa. Cho nên để xây dựng được tình bạn, xây dựng được tình yêu, xây dựng được tình vợ chồng hạnh phúc, xây dựng được cái sự truyền thông giữa con và bố mẹ, đều phải tuân thủ điều này. Giảm bớt đi cái mức độ sử dụng máy điện toán. Và thưa các vị, những doanh nhân, những người chế tạo ra những loại kia họ vô cùng thông minh nha. Họ quảng cáo là các vị không mua cũng muốn mua. Ví dụ như hôm nay họ ra một cái máy này, cái trò chơi này, trò chơi chưa bán thì họ đã toan tính một cái thứ trò chơi khác. Và một cái câu chuyện nó rất là hay, không biết mình đã kể cho các vị nghe chưa, về cái thuật quảng cáo của Mỹ đó. Các vị có biết không, mỗi một năm á, người Mỹ đầu tư trong cái món tiền quảng cáo lớn lắm chứ không có phải là ít đâu nghe. Anh chàng kia từ Việt Nam qua Mỹ mới có 2 năm thôi chết mất. Xuống Diêm Vương hỏi chứ mày qua Mỹ được bao lâu vậy? Nó mới có 2 năm mà, tội nghiệp ha. Mi có đã từng đi Disneyland chưa? Nó dạ chưa. Mi đã từng lên Hollywood chưa? Nó dạ cũng chưa, nó tội nghiệp chưa. Thôi được, ưu ái cho mi là cho mi 2 cái vé, một cái vé lên thiên đường, một vé xuống địa ngục để tham quan, rồi mi ưng chỗ nào tôi cho đi chỗ ấy. Anh chàng nói tôi nghe nói thiên đường đẹp lắm và dễ thương lắm, hạnh phúc lắm, cho tôi lên thiên đường. Nó được, cho mi lên. Lên nó thấy sao, cảnh trí thì nó mờ mờ, người ta thì đi lại nó lừ đừ, nó không có gì sinh động cả. Những ông tiên, những bà tiên thì nó cũng không có cái gì mà khởi sắc, nó không có hưng phấn gì cả, không có nhạc. Thế là nó thôi được, tôi biết rồi, thiên đường ngần nói việc thôi, cho tôi xuống địa ngục. Thế là anh xuống, anh thấy ôi vô cùng là hạnh phúc, tại vì đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy, nhạc disco và đủ thứ loại nhạc, nhạc gì cũng có, nhạc rap nhạc gì cũng có nơi đó. Anh nói ôi cha, chỗ này là hợp với tôi đây. Thế rồi lên Diêu hỏi bây giờ mi đã chọn được chỗ chưa? Nó dạ chọn được rồi. Hỏi chỗ nào? Tôi xuống địa ngục á. Ôi cha, chú mày có khùng không? Nó dạ không, tôi chịu chỗ đó mà. Chú mày hối hận không? Nó dạ không luôn. Tôi nhất con trai mà nói một lời tôi không có hối hận, cho tôi xuống địa ngục. Thế rồi quỷ sứ dẫn xuống địa ngục, anh thấy nào là chảo dầu, nào là cưa, nào là xẻ, nào là chặt, là nấu, nó sao kỳ vậy nè. Hồi nãy tôi xuống khác mà. Quỷ sứ nói tao quảng cáo mà mày. Không quảng cáo thì tụi bay làm sao xuống địa ngục. Thưa các vị là cái thuật quảng cáo của Mỹ là như vậy đó. Các vị không muốn mua rồi các vị đọc quảng cáo các vị cũng phải mua thôi. Tại vì thưa các vị, nếu ta không quảng cáo làm sao ta bán được hàng. Thế cho nên 2 yếu tố vô cùng căn bản là mình nên bớt đi những cái khả năng tiêu thụ không cần thiết, dành thì giờ cho nhau. Và cái nền tảng để xây dựng mọi hạnh phúc gia đình, hạnh phúc bằng hữu, hạnh phúc của những đứa con trong nhà, cũng phải làm được một điều là luôn làm một việc thân và tâm có mặt một nơi. Hay nói một cách rõ ràng hơn là các vị đi vào con đường thiền tập cạn thì các vị nếm hạnh phúc cạn. Đi vào con đường thiền tập giỏi thì các vị nếm hạnh phúc nhiều hơn thế thôi. Tu không phải là việc xảy ra với công trình của những người quy y Phật, mà nó phải xảy ra với tất cả mọi người nếu người ta trân quý đời sống của người ta. Người ta thấy một đời sống phải làm thế nào cho nó xứng đáng thì họ tu thôi. Bằng không thì mình luyện cuộc sống ngàn vàng của mình
vào dòng chảy vô thường, mất biến thôi. Một ngày đi qua là mình mất một ngày, và mình cứ cảm thấy mỗi ngày nó đều buồn chán, đều ủ ê. Mình kiếm cách giải trí, có nghĩa là mình giết một ngày không thương tiếc đó. Thôi dừng ở đây được rồi đó, 8:15 rồi đó. Cảm ơn đại chúng. Hỏi nữa hả? Dạ thầy, con ngồi thiền này cũng có hay bị hai cái này, là hồi trước đây là con cứ nghe sư ông là con ngồi thiền xong là con nhảy vô con tập trung hơi thở liền, thì thấy nó nóng nóng cái trán với nó ngọt ngọt cái mũi, thì sau này cái con mới đổi lại là khi do là con ngồi con cứ thư giãn toàn thân, thì cái thư giãn này tính ra nó tưởng nó dễ mà nó rất là khó, cứ cái bả vai cái nó cứ ấy ấy hoài. Khi lúc ban đầu ngồi là con ngồi rất là thẳng, con biết cách ngồi thẳng, nhưng ngồi cứ mình cứ nghĩ là thư giãn cũng khá lâu đó, thì tự nhiên mình thấy có vẻ như cái vai nó còm xuống, nhưng mà nó thật chất là nó không có còm. Từ mấy lần cái di chuyển thì thấy nó vẫn thẳng, nhưng mà cứ lúc mà cứ thư giãn gì hoài, cái tự nhiên mình có cảm giác là nó còm, cái rồi mình sửa sửa hồi, cái tự nhiên là nó mỏi lưng, rất là mỏi lưng. Thì khi mà hơi thở mà nó mịn lại đó, thì khi đó cái tự nhiên cơ thể mình nó sửa lại, thì cái mỏi nó bắt đầu nó giảm. Mà khi cái mình qua cái khinh năng chút, cái tự nhiên là nó mỏi lại, có nghĩa là mình sửa càng sửa nó càng sai, mà cứ cứ bị gì hoài. Rồi cái thứ hai là khi mà con ngồi thư giãn ấy, thì con cũng chú tâm vô cái vùng bụng ấy. Cái đó hơi thở mà nó nhẹ thiệt nhẹ thì cái tự nhiên mình nghe rõ là nhịp tim với hơi thở, cái tự nhiên nó giống như cái quán tính nó kéo mình tập trung vào cái hơi thở. Mà khi tập trung vào hơi thở là cái cảm giác ngọt ngọt nó lại hiện ra. Đang bị hơi Kỳ thực á, là có những cái phương tiện mình tu rồi cái nó vướng vô cái phương tiện đó mình bỏ không được nha. Đúng ra cái công phu thiền tập mà đi trực tiếp được á thì nó không có vướng phải cái tình trạng là nó tập thành một quán tính. Ví dụ như cái công phu thiền tập mà trực tiếp nó là đi vào tâm thôi chứ không phải đi vào những cái phương tiện bên ngoài. Hơi thở là một, là bụng phòng xẹp là hai, ra lệnh thân thư giãn là ba, đó là những phương tiện để đi vào cái trọng tâm của vấn đề. Đó là anh luôn là cái nhận biết, anh thắp sáng năng lực nhận biết chánh niệm nơi anh, đó là công phu thiền tập chính à. Tất cả những cái bên ngoài để tập trung để đột thẳng vào cái chỗ vô cùng quan trọng, đó là anh sống giữa trần đời này, anh đứng anh đi anh nói anh cười, anh luôn là con người nhận biết chứ anh không phải là cái bị biết. Nó đơn giản vậy thôi à. Thế nhưng mà để làm được điều này, ta phải dùng cái phương tiện là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, nhận biết hơi thở đang phồng và xẹp, ra lệnh cho thân của mình nó thư giãn. Nhưng mà kỳ thực là nếu khéo á, thì người ta chỉ an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết hiện tiền, an trú trong cái năng lượng chánh niệm hiện tiền nhận biết sáng bừng, thì đó là cái công phu thiền tập chân chính nhất, trọng tâm nhất, điểm cuối cùng nhất để đi vô, để chạm vô cái vùng này thôi. Tương đối là nếu mình thấu đạt được điều này thì các tất cả những cái phương tiện bên ngoài mình lần lần cảm thấy nó không đến nỗi nặng nề. Mình chỉ cần làm cái việc là đi ngang qua cửa phương tiện nhưng mà mình đi vào cái trọng tâm là cái nhận biết. Đây là trường hợp nhẹ, dướng vô một chút phương tiện nhưng mà còn bỏ được. Thế nhưng cái phương tiện mà người ta không bỏ được đó là mình niệm Phật, là một phương tiện mà tới chừng nó đã thuần rồi, nó trở thành quán tính rồi bỏ không được nghe. Cứ yên vắng là tâm của mình nó cứ khởi một tràng cái câu là A-di-đà-phật, 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 không bỏ được. Cho nên những phương tiện có khi nó cũng tốt để làm cho chúng ta có được cái nền tảng thực tập ban đầu. Nhưng mà nếu không khéo chỉ cho tỏ tường đó, thì mình vướng vào phương tiện mà không đạt đến cái chỗ mong muốn của những bậc đạo sư dẫn đạo mình đi. Cho nên nếu mình biết rằng thư giãn cũng là một loại phương tiện, rồi
nhận biết thân mình đang có những cái trục trặc, thì chỉ cần mình nắm một cái pháp hành trì đó là mọi cái cớ sự nó xảy ra nơi thân nó đều để làm một đầu, đó là để mời gọi cái sự nhận biết mình luôn có mặt. Thế thì cái lúc mình nhận ra thân của mình đang có sự cố, lúc mà hơi thở mình đang bị bất an vân vân, mình sẽ nhận biết rằng tâm của mình nó đang bị xao động về những cái này cái nọ cái kia. Hoặc là ngay lúc mà mình đang chú ý đến hơi thở, mình nghe nhịp thở của mình, nghe tim của mình, thì mình buông lỏng nó xuống, mình chỉ cần làm việc là đang nhận biết toàn thân thôi. Cái phương tiện của cái pháp hành nhận biết toàn thân đó, nó lại giúp mình gỡ được tất cả những cái phương tiện mình vướng mắc rất dễ. Ví dụ như thay vì mình chú tâm nghe tim mình đập, thì mình hãy chú tâm đến toàn thân đi, thì phổ cái năng lượng nhận biết nó rộng hơn. Thế thì tránh được cái tình trạng là mình tập trung chú ý vào một việc như hơi thở, như cái vai, như trái tim đập vân vân, có thể giải trừ được cái trạng thái tập trung tâm vào một một điểm nhỏ. Thay vì tập trung tâm vào một điểm nhỏ nó gây trở ngại, thì mình tập trung cái sự nhận biết nó phổ trùm toàn thân của mình, thì nó lấy đi được những cái khó khăn mình gặp phải trên cái tiến trình mình tọa thiền. Làm thử vậy coi, hy vọng là nó hết, hy vọng là nó hết. Thầy nghĩ á, mấy đứa con nên nên có một cái tập thể, tức là một tăng thân, một nhóm đó, rồi chia sẻ những công phu hành trì, chia sẻ với nhau những cái thấy, và hình thành những cái sinh hoạt nó rất là trẻ trung, nó rất là tươi mới, nó rất là hưng phấn, rất là vui. Và nơi đây là thủ đô của đất nước Hoa Kỳ ạ, tập trung rất là nhiều nhân vật tài ba, và nếu tụi con gom lại được một nhóm thì tụi con học được với nhau, nó cũng trở thành người có trí tuệ rồi, là đã có thể giúp nhau để hình thành một cái tập thể tu rất là giỏi. Và không có cái tuổi nào cần tu bằng cái tuổi của mấy đứa con nghe. Tại sao? Thứ nhất là nếu mấy đứa con xây dựng gia đình đó, thì mấy đứa con tạo hạnh phúc cho người thân của mình, người hôn phối của mình, rồi mấy đứa con cũng làm được một điều vô cùng tuyệt vời là nuôi dưỡng hạnh phúc được cho thế hệ tương lai. Mấy đứa con làm được một điều tuyệt vời nữa là cái thế hệ của mình đó là thế hệ nối tiếp của ông bà mình, cho nên mình tu tập, mình có đạo hạnh, mình có phẩm chất tu á, là mình giúp cho người thân của mình, bố mẹ của mình, nhiều người nữa cùng có được cái điều kiện hạnh phúc, là thế hệ nối liền quá khứ nối tới tương lai ạ. Cho nên không có gì tuyệt vời bằng cái thế hệ trẻ như mấy đứa phát tâm lành và tu. Phật pháp đang cần, người già cũng đang cần, chúng sinh trong tương lai nó cũng cần những con người thế này để nó ghé lại hành tinh này. Và cái cần hết là ở cái tuổi học hành vừa xong, có công ăn việc làm, sửa soạn đi vào đời sống gia đình, không bận bịu giờ giấc đi học, phải không? Và cũng chưa đến nỗi tuổi già lụm cụm, có điều kiện để làm, vừa nuôi mình nè, vừa đóng góp một bàn tay xây dựng cho cái công trình Phật pháp. Chỉ có những người trung niên mới làm được điều này. Còn người già thì thương đạo, muốn đóng góp nhưng mà đóng góp nó hạn chế vô cùng. Tiền già Mỹ này nó tặng cho để sống lây lất tuổi già chứ có phải làm giàu được đâu. Trong khi người trung niên có thể làm giàu, có thể vươn tới tầm cao làm triệu phú, làm tỷ phú. Và khi hắn thấm nhuần được Phật pháp, hắn thấy đời sống không phải chỉ đơn giản là vị kỷ, mà đời sống nó còn một phần quan trọng là vị tha nữa. Mình đóng góp công trình công sức của mình cho đời là một món quà đền ơn lại cho xã hội này. Mình hình dung rằng người Mỹ nó không giống như người Việt nghe. Học hành thành công, thành danh rồi, làm tổng thống, làm thống đốc tiểu bang rồi, việc cần làm đầu tiên là hắn về cái ngôi trường của hắn. Hắn xây dựng trường óc lại, giúp cho thế hệ con em của nó có thể phát triển được tri thức, đóng góp được cho xã hội.
Mình phải học những điều tuyệt vời đó từ người Mỹ. Không cứ gì mình phải làm chùa cao Phật lớn nữa. Cái chuyện đó nó dư ra không cần nữa. Làm một cái chùa hoành tráng để một ông thầy cũng là vua đó mất công lắm. Ta hãy làm những công trình từ thiện xã hội đang cần á. Mà người già thì không khả năng làm. Người trẻ đang học thì cũng không có điều kiện làm. Chỉ có người trung niên thì làm được vô vàn điều. Cho nên tụi con phải xây dựng một cái tập thể tu thấm nhuần Phật pháp, thấm nhuần giáo lý, rồi mình mang chánh pháp của Đức Thế Tôn tặng cho cuộc đời này, cũng có hàm nghĩa rằng tặng cho thế hệ tương lai của con em chúng ta. Con em mình nó sẽ không là người Việt nữa mà nó là người Mỹ đó. Và ngay hiện đời mình hình dung rằng mình cũng không có khả năng về lại Việt Nam sống đâu nghe. Các vị có mơ ước về Việt Nam sống không? Không. Coi nơi đây là nơi mà mình sống gửi nạc thác gửi xương rồi. Thế cho nên hãy làm tất cả những điều cần thiết để đóng góp cho đất nước này, cũng có nghĩa rằng đóng góp cho thế hệ tương lai của chính ta. Hồi hướng đi chứ không thôi kéo tới 9 giờ giờ. Nguyện đem